Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay Sở Dép Nguyễn Như Anh sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cái quy trình làm ra một đôi xuồng nữ, một đôi guốc nữ trung niên, nó gồm các công đoạn như thế nào. Thì mời tất cả các bạn cùng theo chân mình vào xưởng để chúng ta xem được một cái quy trình làm ra được một cái sản phẩm dép, một sản phẩm guốc, nó có những cái công đoạn nào. Và thực sự nó có đơn giản như mọi người nghĩ hay là không mọi người nhé. Để tạo ra một cái sản phẩm vừa đẹp này, vừa chất lượng này, giá cả bằng một phần nửa so với thị trường, thì đó là một điều thực sự không hề đơn giản. Rồi, mời mọi người cùng theo chân mình đi nhé mọi người. Thì đây là xưởng bên mình mọi người. Đế bọn mình ép ra, đó là có cái màu xanh như thế này. Ép ra rồi mài nhẵn đi, làm sao cho cái bề mặt nó thật là mịn mai. Đó, sau qua một số khâu cơ bản thì đem lên nó là mình phủ sơn lên, xịt sơn lên cho nó đẹp. Đây là xịt một lần đấy, cái đế mình phải xịt tầm khoảng 2 lần thì cái đế nó sẽ rất là đẹp luôn. Một ngày thì bên mình làm ra khoảng được độ 2.000 đế mọi người. Và sau khi xịt xong thì bọn mình còn phải mang ra phơi cho cái sơn nó khô đi một tí xíu đó, rồi mình sẽ đóng vào bao. Thì đây chỉ là một cái quy trình đầu tiên thôi, còn cái quy trình liên quan nữa thì hôm nay mình sẽ làm cái quy trình đầu tiên trước mọi người nhé. Sơn hai mặt đấy. Dạ đúng rồi, sơn hai nước ạ. Ok, đẹp luôn. Ok. Chọc lấy mẫu rồi làm.